Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2016. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại gia đình nhà chú Bác Bình, cô chú Bác Bình ở Văn Phú Hà Đông. Ngày hôm nay đang lúc buổi trưa, chúng tôi tranh thủ buổi trưa bàn giao bộ bàn ghế cho gia đình cô chú để chiều còn về công việc tiếp tục hoàn thiện các cái sản phẩm để bàn giao cho khách hàng trong cái cho kịp cái thời gian. Đây hôm nay đội ngũ thợ của chúng tôi và cô chú ơi đang ngồi giải lao khi đã bàn giao xong bộ ghế này, giải lao ăn giường và trên hình đây. Đây quý vị đang thấy đây. Chú mở lại cho đi. Cái bài nhạc đang hay quá. Đây là trên màn hình, đây là cô chú chủ nhà. Chú Bình và cô Bắc. Gia đình đang chiêm ngưỡng cái bộ ghế Minh Quốc Đào gỗ Hương Vân. Cột 12 gồm có 10 thứ. Chú mở cho cái video của đồ gỗ Thành Luân ấy. Vâng. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây. Bộ bàn ghế 10 món kê vào phòng khách nhà gia đình rất chi là đẹp. Đó là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bộ bàn ghế này chúng tôi là bộ bàn ghế VIP được làm theo đơn đặt hàng. Đấy, ông và đây quý vị đang thấy đây. Hàng này là hàng VIP. Đây, bộ đây gia đình đang xem cái video clip mà chúng tôi quay bộ này đi Kiên Giang. Bộ này thì sự ra là bộ chưa phải là bộ VIP, cũng là bộ trung bình thôi. Ở đây mới là bộ VIP. Đây, gia đình cô chú đây mới là hàng VIP. Ván và khuôn tranh tất cả là dày và cái yếm này là yếm vén, bàn là bàn to, bàn đôn hộp ngăn kéo. Yếm yếm dày 3 phân, vén yếm theo mẫu của bộ Minh Quốc Nghê và gỗ mun của chúng tôi. Chị đang thấy đây. Rất đẹp. À, chú bật vào cái đồ gỗ Thành Luân rồi đấy, chú gõ chữ đồ gỗ Thành Luân. Đây, hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2016, bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 12 gồm có 10 thứ bằng gỗ Hương Vân. Chú cứ gõ chữ đồ gỗ Thành Luân tìm dễ hơn. Bàn ghế này vân rất đặc sắc và được đồ gỗ Thành Luân thì tôi bánh vác ly 100%. Vân rất đẹp. Quý vị đang thấy trên màn hình này. Gia đình đang rất phấn khởi với cái sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi và đang gia đình đang chiêu đãi các đội ngũ thợ chúng tôi là ăn dưa hấu cho mát. Đang là buổi trưa ngoài trời lúc này đang rất nắng nóng. Đây là phố khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Đây là chiếc xe tải chúng tôi đang ở phía dưới này. Hiện quay lưng cho anh tí nhỉ, nhờ tí. Đây. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Đồ gỗ mỹ nghệ cổ truyền cao cấp Thành Luân. Đây, có hai cơ sở quý vị đang xem đây. Ôi. Dạ vâng, cô chú dùng bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 12 gồm có 10 thứ. Gỗ Hương Vân Nam Phi, hàng VIP, toàn bộ các yếm này, rất đẹp, rất đặc sắc. Đâu, chú cho cháu mượn cái đấy, cháu mở cho. Vâng, càng ngồi nó càng ngắn. Nó không như cái sơn bông bằng mặt. Nó cái xước thì mới sợ. Vâng.